từ từ à, anh sẽ đợi, mình sẽ đợi hai thằng nó ở đây cho bọn nó tự tự đi kiếm đồ nha. Nào giả mũ đây đấy, tự đi kiếm đồ đấy. Đến chợ rồi nhá, mình sẽ đợi hai thằng nó, kệ hai thằng nó sẽ tự đi mua. Thank you.
điểu mới bị ngon luôn. Ai mua không? Nếu mà cháu nhất này nhá.
em nhìn thấy chị là xinh nhất đấy. Xinh đâu, xinh thế hả? Béo, béo nhất. Chị kỷ niệm em con này, 40.000. Ngon chưa? Nhớ nhá, 40.000 đấy, để em con này. 10.000. Nhưng mà con này bao nhiêu? Bao nhiêu con đấy? Con đấy á, con đấy phải bán hơn 100.000 đấy. Hơn 100.000 luôn á? Ừ. Nhưng mà đã bao kéo mồm đấy. Ôi dồi, mua gà sống hay mua gà chết? Không, cháu mua vậy cho của mà. Ôi dồi, tí thôi gà to thế. Dạ. Gà to thế. Thoải mái luôn mà.
rửa sạch sẽ rồi, gà vẫn ngon. Về quay gà KFC number one luôn. Sai. Cái gì anh? 50.000 mua cả con gà. Ôi, đâu phải dựa vào mối quan hệ. Mấy gà ở đâu đẹp trai của em thì khỏi bàn rồi. Ôi giời ơi. Gà chết. Gà đẹp chết sao? Rồi. Gà này chả chết, ta tiểu mà không chết à? Không chết mà người ta chỉ mua à? Gà này người ta chỉ mua cho chó thôi. Mua cho chó à, trời, chỉ chó mới ăn thôi. Nhưng mà con này vẫn tươi. Con này tươi đây. Thì lại ngon quá. Tạo thì ngon quá. Này là công nghiệp. Đây chẳng công nghiệp. Xem thằng nào. Ta điểu. Thôi, ta điểu công nghiệp ăn cám. Măng. Xem nào. À thịt ra điểu thật đấy chứ. U anh. Chỗ này phải... Chỗ này có gì đấy sai sai không nhỉ? Chỗ này phải 2-3 lạng. Một lạng là đã 200 mấy. À, mấy nghìn rồi. Cái này phải nhờ vào cái mồm anh ạ. Ghê đấy. Con của em mua cả măng nữa. Măng như sao này ăn tuyệt vời. Bây giờ nhá. Sẽ có mắm muối gia vị cơ bản. Xong nồi chảo cơ bản. Không có những cái gia vị mua sẵn gì cả. Tiêu hết tiền rồi thì không có tiền mà mua những cái đấy. Chỉ có mắm muối mì chính. Đấy, bếp và những đồ cơ bản. Ví dụ như tỏi. Đấy, hành khô hết, gừng ở đấy, gừng nói chung là gừng ớt và những cái gia vị cơ bản thôi chứ không có những gia vị khác. Bây giờ sẽ vào được đây chế biến xem ai sẽ là người thắng cuộc ngày hôm nay nhá.